phụ nữ Việt Nam là nguồn nhân tố quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã hội. Lịch sử đã và luôn minh chứng sự hiện diện của phụ nữ trong các vai trò quan trọng của xã hội, được khẳng định qua năng lực và phẩm hạnh trong các hoạt động xã hội, bao gồm cả trong lĩnh vực phi truyền thống nhất, góp một phần to lớn công sức và trí tuệ cho nền hòa bình và văn minh nhân loại. Mặc dù bị ảnh hưởng không ít từ các nền văn hóa ngoại quốc trong suốt hàng nghìn năm đô hộ, phụ nữ Việt Nam vẫn giữ gìn được nét đẹp vốn rất riêng của họ khi hiếm quốc gia nào có được. Xã hội ngày càng phát triển, con người càng văn minh, nhưng những đức tính truyền thống của những người phụ nữ từ nông thôn đến thành thị vẫn nguyên giá trị. Đó chính là những vẻ đẹp trong gia đình, xã hội, vẻ đẹp người làm vợ, làm mẹ, vẻ đẹp nữ doanh nhân, ca sĩ, thi sĩ, diễn viên, hoa hậu, vẻ đẹp ý nhị, thanh tao đầy tri thức. Những nét đẹp hiện đại kết hợp nhuần nhuyễn với những tính truyền thống tạo nên dáng vẻ và tính cách mang ý nghĩa với bản chất thuần Việt, tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ Á Đông. Chính vì tầm quan trọng không thể thiếu của phụ nữ, công ty Pincom Media đã phối hợp với HTV PMS cho ra đời chương trình talk show mang tên Phụ nữ quyền năng. Tiếp nối thành công của mùa 1 với 50 nhân vật khách mời, bước sang mùa 2, ekip đã giới thiệu đến quý vị khán giả 100 gương mặt phụ nữ tài sắc, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chỉ đến từ mọi vùng miền tổ quốc, mà còn có sự góp mặt của các nữ doanh nhân người Việt đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài. Để tổng kết mùa thứ 2, Tinker Media trân trọng giới thiệu đêm gala tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất, những người đã truyền cảm hứng cho cuộc sống tốt đẹp hơn với các nhân vật được đề cử ở các hạng mục khác nhau. 1. Đề cử phụ nữ quyền năng truyền cảm hứng. Ca sĩ diễn viên Mai Phương. Với gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, vũ công, Mai Phương để lại dấu ấn trong lòng khán giả và đồng nghiệp là một nghệ sĩ đa tài, chăm chỉ, không tai tiếng. Đến cuối năm 2018, Mai Phương khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng khi biết tin nữ nghệ sĩ mắc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác. Dù bệnh tình đã ở giai đoạn vô cùng nguy hiểm, nhưng ngược lại với tâm trạng lo lắng, sợ hãi của một người đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, thì Mai Phương vẫn mạnh mẽ nhìn nhận, đối diện với bệnh tật một cách lạc quan nhất. Trong suốt thời gian phát bệnh, mỗi ngày trôi qua, cơ thể nhỏ bé của cô phải chịu đựng biết bao cơn dày vò từ thể xác đến tinh thần. Nhất là khi Mai Phương còn một cô con gái nhỏ cần sự yêu thương, chăm sóc của mẹ. Thế nhưng, chưa một lần cô chịu đầu hàng với số phận. Thậm chí, Mai Phương còn chính là người an ủi người thân, chia sẻ cùng những người có hoàn cảnh như mình. Ý chí kiên cường, nguồn năng lượng tích cực từ cô đã khiến cho tất cả mọi người phải yêu quý lẫn nể phục. Cái vấn đề không phải là em truy lại là cái nguyên nhân đó là cái gì, mà vấn đề là em phải làm gì bây giờ. Chứ còn cứ ngồi là ủa tại sao tôi bị vậy thì nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Ước mơ của em luôn luôn là em muốn được đồng hành với con em dài hơn, và con em có một cái cuộc sống không cần phải nổi tiếng, cũng không cần phải là giàu có, không cần phải gì, nhưng mà cái sự bình an. Doanh nhân Đinh Thị Anh, người con của Đà Nẵng, xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, làm nên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Khi vừa chạm ngõ thành công thì trớ trêu thay, bao nhiêu công sức đã nỗ lực gây dựng bị cuốn trôi theo cơn bão Sansane năm 2006. Mất tất cả tài sản, chịu cảnh nợ nần bủa vây. Thế nhưng ngọn lửa ý chí không hề bị dập tắt, bắt tay vào khởi nghiệp lại từ con số 0, nếm trải đủ những khó khăn, cay đắng, thử thách của cuộc đời. Đến nay, doanh nhân Đinh Thị Anh đã tạo dựng lại cơ ngơi vững vàng với chuỗi nhà hàng, khách sạn, trung tâm hội nghị Bé Anh Galaxy nức tiếng thành phố du lịch Đà Nẵng. Đi lên bằng mồ hôi cùng nước mắt, người phụ nữ này thấu hiểu được nỗi khổ của những người cơ cực. Hơn thế, sống và phát tâm theo chữ thiện của tư tưởng nhà Phật. Hiện tại, doanh nhân Đinh Thị Anh không ngừng hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có thể nói, cô chính là tấm gương vượt khó, dám đối diện, chinh phục mọi thử thách cho những người phụ nữ hiện đại. Xong xuôi rồi á, thì không còn tráng tay, không còn một cái gì hết. Dạ, chẳng tiếp tục lần thứ hai, chẳng tay. Dạ. Tráng tay không còn một cái gì nữa. Giống như là đời mình chỉ có trông cho sống thằng lên chết, cuốn đi hết luôn. Vì mình vợ trừ nợ nần chồng chất thì con còn nhỏ, đi đấy nào thì cũng bị thua lỗ đấy đó. Thì không biết rằng cái đam mê của mình cứ trỗi dậy miết. Từ cái lúc mà cái quán đất trống đó bây giờ cho đến bây giờ thì cơ ngơi chị như nào, chị có thể nói qua một chút về cơ ngơi của chị hiện nay không? Cơ ngơi thì bây giờ là chị có ba cơ sở. Cơ sở đầu tiên là quán Bé Anh, một cơ sở thứ hai là nhà hàng Bé Anh, một cơ sở thứ ba là Bé Anh Galaxy.
doanh nhân Khuất Ánh Tuyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty dược mỹ phẩm Tuyết Quỳnh, doanh nhân nhân ái do báo điện tử Nhân Đạo và Đời Sống bình chọn vào năm 2018, top 10 Asian Top Leader 2018. Khuất Ánh Tuyết đã khởi nghiệp bằng chính niềm đam mê của mình. Có thể nói, công ty hiện tại mà cô đang đứng đầu là công ty lớn hoạt động trong ngành thẩm mỹ lâu năm và có uy tín trên thị trường. Dưới sự lãnh đạo của Khuất Ánh Tuyết đã tạo nên một dòng mỹ phẩm phát huy được giá trị tinh hoa thảo dược thiên nhiên với 20 năm kinh nghiệm. Người đầu tiên tại Việt Nam được cấp bằng CEDESCO, chuyên gia thẩm mỹ, trị liệu quốc tế. Khuất Ánh Tuyết cũng là người sáng lập ra thương hiệu dược mỹ phẩm Onasa. Thương hiệu đã phát triển trên sứ mệnh vì cộng đồng, trích 5% doanh thu của công ty cùng 2% thu nhập cá nhân để làm công tác an sinh xã hội, từ thiện. Không những thế, người phụ nữ này còn đang là giảng viên thẩm mỹ trị liệu quốc tế để thực hiện mong muốn mang đến vẻ đẹp tuyệt vời cho những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam. Hơn 20 năm thì tôi gần như tôi đã có một cái mối rất là thân tình với các viện trưởng của Nhật. Và cũng nhờ cái cơ duyên đấy thì tôi được biết đến đó là bà Fujikama. Bà đã gặp tôi và bà hỏi rằng là làm thế nào mà cô lại có được một cái sức mạnh, cô làm hoạt động cộng đồng lớn như thế. Thì tôi có chia sẻ rằng là tôi yêu thiên nhiên và yêu cái đẹp. Và khi tôi trao đổi như vậy thì là bà trao cho tôi cái bí quyết về sống khỏe đẹp lâu của người Nhật. Tôi vừa học cho mình nhưng mà tôi lại lan tỏa đến cộng đồng của chúng ta. Và cái câu nói mà anh Tuyết đúc kết đến tại thời điểm này đó là bạn hãy cứ khát vọng sống khỏe đẹp lâu đến 120 tuổi, nhưng hãy cống hiến như hôm nay là ngày cuối cùng của mình. 2. Đề cử phụ nữ quyền năng vì cộng đồng. Doanh nhân Bùi Thanh Hương, nữ hoàng hoa hồng 2017, top 10 nữ doanh nhân sắc tầm tài 2017, bông hồng quyền lực, nhân vật truyền cảm hứng 2019, chủ tịch sáng lập và điều hành mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu Happy Women Leader Network, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, đại sứ niềm tin và ánh sáng, chủ tịch thương hiệu đồ da nam Gentleman, chủ tịch thương hiệu thời trang dạ hội và đầm tiệc Hương Queen. Người phụ nữ tài ba đảm nhiệm rất nhiều vị trí quan trọng, nhưng điều khiến mọi người nhớ đến cái tên Bùi Thanh Hương nhiều nhất chính là tình yêu bao la cô đối với những mảnh đời khó khăn mà quỹ Hành Trình Xanh do cô điều hành vẫn đang từng ngày tìm đến. Không chỉ giúp những đứa trẻ được đến trường, giúp những gia đình nghèo có thêm bữa cơm đầy đủ, hay manh áo ấm cho cụ già neo đơn khi đông sắp về, ủng hộ vật chất cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu vùng xa trên cả nước. Mà ý nghĩa nhất chính là nụ cười hạnh phúc, ánh mắt chứa chan niềm vui, thấm đượm tình người của cả người trao lẫn người nhận tại mỗi nơi nữ doanh nhân Bùi Thanh Hương đặt chân đến. Phải khẳng định rằng những giá trị nhân văn mà đóa hoa nhân ái mang tên Bùi Thanh Hương cùng Hành Trình Xanh đang lan tỏa mới thực sự giúp chúng ta thêm thấm thía câu nói: hãy cho đi thật nhiều rồi bạn sẽ nhận được điều tuyệt vời hơn cả bạc vàng. Cái ánh mắt rồi người ta khóc cùng với mình, người ta vui cùng với mình, thì lúc đó mình hiểu rằng trời ơi, cái cộng đồng ấy rất là quan trọng. Và khi mà mình có được những cái người mà người ta yêu mình ấy, thì đó chính là người ta đang tiếp cho mình cái năng lượng và tiếp cho mình, truyền cảm hứng cho mình. Thế thì Hương nghĩ rằng có gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Doanh nhân Hoàng Mỹ Phương. Nữ doanh nhân Hoàng Mỹ Phương hiện là tổng giám đốc của công ty dược mỹ phẩm Thiên Nhiên Việt. Đồng thời, năm 2019, cô đồng thời nhận hai danh hiệu Hoa hậu doanh nhân kết nối toàn cầu và Á hậu thế giới doanh nhân Việt Nam tại Úc. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo nên hơn ai hết, Hoàng Mỹ Phương thấu hiểu những khó khăn và những mảnh đời kém may mắn đang phải vượt qua mỗi ngày. Xuất phát từ tấm lòng thương người, tinh thần lá lạnh đùm lá rách, mong muốn được sẻ chia, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Vừa qua, nữ doanh nhân Hoàng Mỹ Phương đã chính thức tuyên bố thành lập quỹ từ thiện Nhuộm Xanh Thế Giới nhằm giúp đỡ một cậu bé mắc bệnh máu hóa đông hiện đang sinh sống tại Bình Phước, đồng thời cải thiện cuộc sống các hộ gia đình kém may mắn ở Việt Nam. Không dừng lại ở quỹ Nhuộm Xanh Thế Giới, gần đây nhất, Hoàng Mỹ Phương cùng những cộng sự của mình là các thành viên của công ty Thiên Nhiên Việt
đã có một hành động nhân ái, thiết thực khi là nhà tài trợ chính, góp phần tổ chức thành công lễ cưới tập thể cho hàng chục cặp đôi khuyết tật trong niềm hân hoan của mọi người tham dự. Có thể nói, những việc làm và nghĩa cử cao đẹp của nữ doanh nhân Hoàng Mỹ Phương cùng công ty Thiên Nhiên Việt đã tiếp nối cho truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của con người Việt Nam, góp phần xây dựng cuộc sống an yên, xã hội hạnh phúc. Tôi xin chia sẻ mọi người về cái buổi tự hiện của Thiên Nhiên Việt. Thì đây cũng là một cái công việc và của Phương đã làm trong thời gian vừa qua, chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn nhân cơ hội có mặt tất cả các anh chị em, tất cả những thành viên trong gia đình nhà Thiên Nhiên Việt chúng ta, và công bố với mọi người cái quỹ từ thiện Nhường Xanh Thế Giới. Và tại sao tôi chọn Nhường Xanh Thế Giới? Đó là một màu xanh, một màu hy vọng dành cho những người có những hoàn cảnh khó khăn nhất, theo cho họ cũng hy vọng, cho dù nhỏ nhoi nhất nhưng cũng có hy vọng sống. Đây chính là một cái tấm huy chương dành cho những mảnh đời không có được may mắn. Doanh nhân Đỗ Thị Thủy, giám đốc Thiện Bảo Group, từng vinh hạnh nhận cúp trái tim vàng bởi những đóng góp vào công cuộc xây dựng một xã hội tràn ngập sự nhân ái. Người phụ nữ này từng chia sẻ: đứng trước một trí tuệ tôi cúi đầu, nhưng đứng trước một trái tim nhân hậu tôi quỳ gối. Luôn sống cùng tôn chỉ cho đi là còn mãi, Đỗ Thị Thủy đã thành lập cộng đồng Tôi Yêu Phụ Nữ Việt Nam. Đây là một tổ chức kết nối vì cộng đồng, mục tiêu giúp mọi người thoát khỏi sự bần hàn về tinh thần, hướng đến ánh sáng của trí tuệ, tình yêu thương và hạnh phúc. Điển hình như việc đem đến cho các em nhỏ tại hai trường tại vùng cao Hà Giang bàn ghế, đồ dùng học tập, chăn gối đệm, lương thực. Tổ chức và tặng quà 8 tháng 3 cho 110 bệnh nhân nữ Bệnh viện Huyết học Trung ương, gặp gỡ trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại Bệnh viện Nhi, Bệnh viện E, cùng với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí tổ chức các hoạt động đều do cá nhân doanh nhân Đỗ Thị Thủy bỏ ra từ lợi nhuận của công ty mình. Với toàn bộ những tâm huyết vì xã hội mà Đỗ Thị Thủy cùng cộng đồng Tôi Yêu Phụ Nữ Việt Nam đã nỗ lực bồi đắp, đang từng ngày kiến tạo bức tranh yên bình, hạnh phúc cho những mảnh đời còn gặp nhiều éo le. Từ những cái ý tưởng là ngày trước, những cái thông tin mà đau lòng ấy ở xã hội ấy, thì mình cũng có nghe mà em với bạn bè em tự lái xe đi trực tiếp đến nơi. Nhưng mà sau một quá trình dài như thế, em nghĩ rằng là một bàn tay không thể che được cả bầu trời. Thế nếu mà mình cứ làm như thế thì cá nhân mình ấy nó sẽ quá nhỏ bé để mà làm như thế. Khi mà công việc thì của em cũng tốt thì em cũng muốn là em có một phần nào đấy là một cái quỹ để dành cho cái hoạt động xã hội. Đến bây giờ chưa được một năm thành lập ạ, nhưng mà hiện tại thì đã có gần 30.000 thành viên. Và những cái hoạt động từ khi thành lập đến giờ ấy, của cộng đồng Tôi Yêu Phụ Nữ Việt Nam đấy là hoàn toàn do Thiện Bảo Group tài trợ. Ba, đề cử phụ nữ quyền năng tài sắc vẹn toàn. Hoa hậu du lịch Phan Thị Ngọc Diễm. Hoa hậu du lịch Phan Thị Ngọc Diễm đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008, đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu du lịch quốc tế 2009. Không chỉ dừng lại ở một danh hiệu trong cuộc thi nhan sắc, mà Ngọc Diễm còn thể hiện sự đa tài của mình khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như người dẫn chương trình của nhiều chương trình lớn, tham gia hoạt động kinh doanh khi làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Ngọc Nam Phương, gặt hái nhiều thành công, đảm nhiệm chức chủ tịch JCI, Liên đoàn các nhà lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam, đồng thời là thành viên của Hội đồng Phát triển Châu Á JCI Thế Giới. Bên cạnh đó, Ngọc Diễm cùng các cộng sự còn tích cực xây dựng các chương trình vì cộng đồng, mà đối tượng hướng tới là các em học sinh sinh viên, gây quỹ ủng hộ, tạo cơ hội phát triển cho các đối tượng khó khăn trong xã hội, với số tiền lên đến gần 20 tỷ đồng. Bởi vì người ta nói là ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, mà uống nước thì nhớ nguồn, làm gì phải làm từ quê hương thì nó mới có giá trị. Thông qua những cái hoạt động thiện nguyện như vậy, và thông qua sự định hướng, sự hỗ trợ của rất là nhiều những anh chị doanh nhân, và bắt đầu từ đó thì Diễm nghĩ là những dự án của mình nó phải có tính bền vững. Và cuối cùng thì Diễm chọn đối tượng dự án của mình, đó chính là trẻ em, học sinh, sinh viên. Bởi vì Diễm cho rằng giáo dục là một cái chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa tương lai, cho nên là những cái dự án về giáo dục của Diễm ra đời. Đạo diễn Nguyễn Lan Vy.
đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2018, Nguyễn Lan Vy không chỉ thuyết phục công chúng bởi diện mạo xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp, mà còn gây ấn tượng với thần thái tự tin, bản lĩnh trên sân khấu. Vốn được biết đến với vai trò ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Du lịch và tổng giám đốc công ty cổ phần VKstar, Doanh nhân tài hoa 2017, thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nguyễn Lan Vy cũng chính là tổng đạo diễn chương trình Áo dài show, điểm sáng văn hóa dành cho du khách trong và ngoài nước tham quan Huế. Ngoài ra, cô cũng là người có công trong các chương trình farm trip, xúc tiến du lịch, quảng bá giới thiệu văn hóa truyền thống áo dài Việt Nam đến các nước như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan. Một năm sau khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân, Nguyễn Lan Vy cũng đảm nhiệm vai trò trưởng ban tổ chức một số sân chơi tìm kiếm tài năng cho trẻ em, ngồi ghế nóng hàng loạt chương trình tôn vinh nhan sắc uy tín. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài và từng làm việc ở nước ngoài gần 10 năm và bắt đầu muốn cống hiến cho nước nhà của mình. Khi về thì Lan Vy nghiên cứu là đất nước Việt Nam chúng ta thế mạnh là gì? Khi chúng ta đi ra ngoài thế giới nhiều rồi thì chúng ta hiểu được rằng là cái giá trị vẻ đẹp của nước Việt Nam của chúng ta. Thời điểm đó 3 năm trước thì du lịch Việt Nam chúng ta chưa có những điểm trình diễn văn hóa cho khách du lịch. Và muốn cho người nước ngoài hiểu được văn hóa Việt Nam bằng cách là chúng ta sẽ tùy truyền tải những cái chương trình, những cái hình ảnh, những cái con người thật sự của văn hóa Việt Nam. Ca sĩ diễn viên Maya. Maya, cái tên quá quen thuộc với công chúng Việt Nam khi cô hoạt động hăng hái trên nhiều lĩnh vực như ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Mà điều đáng nói là ở bất cứ lĩnh vực nào tham gia, cô cũng đều gặt hái được rất nhiều thành công. Điển hình như giải thưởng cánh diều vàng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Scandal. Hay gần đây nhất, sự góp mặt của cô trong bộ phim điện ảnh Người vợ ba cũng đã giúp bộ phim đoạt giải phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Toronto. Bên cạnh việc tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, Maya còn khẳng định đầu óc tính toán của mình trên thương trường khi sở hữu hai nhà hàng kinh doanh ẩm thực cũng như lấn sân qua cả lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Có thể khẳng định cô là một trong những người phụ nữ đa tài nhất của showbiz Việt. Maya thì cuộc sống cũng không phải là toàn màu hồng đâu. Từ bé thì gia đình cũng rất là vất vả và mình cũng là cái người mà cũng phải nói là trụ cột trong gia đình. Hoàn toàn là như thế và thậm chí đến bây giờ mình cũng vẫn lo lắng cho toàn bộ gia đình, thậm chí họ hàng, ông bà, các em, cháu mình cũng vẫn đều lo hết. Mình đã cố gắng không ngừng và tất cả mọi cơ hội thì Maya đều muốn thử sức rất là nhiều và mình đều tham gia để đi casting rồi tất cả mọi thứ. Cẩm Vân được xem là cánh chim đầu của thế hệ ca sĩ trẻ sau năm 1975, sở hữu chất giọng khỏe với sở trường là những ca khúc trữ tình truyền thống, không chỉ được biết đến như một danh ca lẫy lừng mà hạnh phúc của ca sĩ Cẩm Vân khiến mọi người phải ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân của chồng mình là nghệ sĩ trống Khắc Triệu. Hai mảnh ghép khác biệt nhưng lại tìm được nhau sau hơn 30 năm là bạn đời gắn bó, cùng đồng hành trải qua biết bao thăng trầm sóng gió của cuộc đời. Cẩm Vân và Khắc Triệu vẫn luôn là cặp đôi vàng trên sân khấu ca nhạc Việt Nam. Nhắc đến Đấng Lăng Quân, Cẩm Vân đã dành cho Khắc Triệu những lời ngọt ngào, tình cảm. Hiện nay, dù không còn xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, nhưng cuộc sống của vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân đã viên mãn trong hạnh phúc với một phòng trà để cả hai được thỏa mãn đam mê cùng hai cô con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ. Anh Triệu thực ra là anh là một người rất tốt với vợ con, chỉ có một cái là đánh nóng. Đánh nóng nhưng mà về vợ con là trên hết cái gì của vợ con đó. Nếu mà thay đổi đánh đổi chị xin hết những gì mà khổ đau khổ chị, nếu mà phải đánh đổi một cái sự đó thì cho chị nhận hết đi để con nhìn được Việt Nam. Nhà thiết kế Thủy Nguyễn, cái tên không còn xa lạ với giới mộ điệu thời trang Việt Nam. Chị được mệnh danh là người đàn bà cổ gấm, luôn gìn giữ những nét xưa, thổi hồn Việt vào từng trang phục mình thiết kế, góp phần tôn vinh, lưu truyền văn hóa con người Việt Nam. Nhưng điều đáng nói ở đây là phía sau sự dịu dàng, nữ tính ấy luôn có hậu phương vững chãi bởi tình yêu lớn lao của người đàn ông đi bên cạnh, đó là chồng chị. Có lẽ hạnh phúc lâu bền trong hôn nhân cũng là một nguồn năng lượng tích cực để nhà thiết kế Thủy Nguyễn thăng hoa trong sáng tạo. Điều tuyệt vời hơn cả chính là khi tình yêu ấy đơm hoa kết trái với bốn người con. Đấy là sợi dây gắn kết sự bền vững cho gia đình mà người phụ nữ này cũng tự chia sẻ.
nếu phải đánh đổi, Thủy Nguyễn sẽ chọn gia đình. Nhìn vào gia đình ấm êm của họ, chúng ta mới càng hiểu thêm giá trị tốt đẹp thực sự mà hai tiếng gia đình đem đến cho mỗi người. Thật ra là nó cho mình chứ không phải mình cho nó. Cái thứ hai nữa là cái sự đam mê, cái sự thôi thúc mình làm việc đấy là nó thôi thúc mình chứ không phải là mình làm vì mình hay là mình làm mình nghĩ là mình kiếm tiền để nuôi con, không đúng. Mình muốn là nó phải tự hào về mẹ. Mình muốn dạy con rằng là con muốn ra đời như thế nào thì mình phải làm để cho nó nhìn thấy. Rồi tất cả những cái gì ở trong cuộc sống mình muốn cái gì thì mình phải làm cùng con. Thì đấy là cái mà Thủy nghĩ rất là, đấy là cái cách mà ba Thủy đã dạy Thủy. Không bao giờ nói cho con biết rằng là phải làm như thế nào nhưng mà thể hiện cho con biết. Doanh nhân Nguyễn Thiện Ngân. Nguyễn Thiện Ngân, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Long Mi Nguyễn Bảo Tính và là nhà sáng lập của thương hiệu Long Mi Su Hình, là một trong những tên tuổi nghệ nhân làm đẹp hàng đầu cả nước hiện nay, từng gạt qua hết tất cả những lời đàm tiếu, sự khác biệt về văn hóa, nhân danh tình yêu, người phụ nữ này quyết định kết hôn với người chồng ngoại quốc, đến với nhau từ thuở cơ hàng. Cả hai cùng sát cánh đồng hành vượt qua biết bao khó khăn, trắc trở để tạo dựng sự nghiệp rạng rỡ như ngày nay. Có lẽ thời gian trôi qua, mọi điều trong cuộc sống này đều đã thay đổi. Duy chỉ có tình yêu giữa cặp vợ chồng Việt Hàn vẫn luôn bền vững như keo sơn. Thậm chí, ngày càng son sắc mặn nồng hơn cả những ngày đầu tiên. Sau hơn 17 năm chung sống, họ đã có với nhau hai mặt con. Đáng mừng hơn cả là cả hai đều chăm ngoan, học giỏi. Chiếc nhẫn nhỏ xíu vậy nè. Và hồi đó là ông xã chị là... ổng mua một chiếc nhẫn mà ông không có tiền, ông chỉ mua một chiếc nhẫn thôi. Chị nói ở đám cưới mà tại sao có một chiếc, thì chị phải lấy tiền ra chị mua hai chiếc nhẫn mà nhỏ xíu vậy nè. Nhưng mà thật ra chị thấy cái chiếc nhẫn này nó đẹp vô cùng. Bây giờ nhiều khi chị ngồi chị suy nghĩ lại là cái thời điểm đó sao nó khổ quá chừng khổ mà sao mình cảm thấy là mình không thấy khổ. Cuộc sống gia đình chị là ngọt ngào nhất là cái thời điểm mà nó trong cái gian khổ, có nghĩa là trong gian khổ mình không hề cảm thấy mình khổ. Phụ nữ quyền năng tuổi trẻ tài cao. Doanh nhân Dương Bích Hảo. Người phụ nữ trẻ tuổi có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng lại mang trong mình một nghị lực, khát khao to lớn và mãnh liệt, mắc phải căn bệnh trắng phổi nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, Dương Bích Hảo vẫn vươn lên mọi đau đớn để giành lại sự sống. Vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, cô từng bước khẳng định mình bằng những thành quả lao động khi đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như giám đốc công ty bất động sản Bison, chủ tịch công ty cổ phần GSB, nhà sáng lập, tổng giám đốc điều hành thương hiệu mỹ phẩm Jelly, và gần đây nhất là đoạt được danh hiệu Hoa hậu tài năng của cuộc thi Hoa hậu doanh nhân hoàng cầu 2019 diễn ra tại Malaysia. Chính từ cái niềm tin đó nên là em lúc nào cũng luôn phấn đấu, một ngày 24 giờ, không có lúc nào em nghỉ ngơi. Cả cái trước khi em ngủ em cũng nghĩ là ngày mai em phải làm cái gì đó, hay là ngày hôm nay em làm được cái gì. Và khi em làm thành công cái mục tiêu của em để ma rồi là em tiếp tục lại ra mục tiêu mới nữa. Những người thân, những người xung quanh của em, thực sự em không có thời gian dành cho mọi người thân nữa. Và mọi người không muốn cho em làm việc nữa, nhưng em xác định là em phải đạt được cái mục tiêu cuộc đời của mình. Chính vì vậy là em làm rất là đa ngành nghề khác nhau. Diễn viên ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi. Mặc dù tuổi đời và cả tuổi nghề vẫn còn rất trẻ, nhưng những thành công mà cô ấy đạt được khiến mọi người phải ngã mũ khâm phục. Xuất phát điểm là một hot girl Hà Thành, sau đó phát triển con đường nghệ thuật bằng vai trò một ca sĩ, đem về thành công khi có nhiều bài hit, chiếm được sự yêu mến của một số lượng đông đảo khán giả yêu âm nhạc, lớn sân qua sự nghiệp diễn xuất, tham gia nhiều bộ phim như Ám Ảnh, Phát Lộc, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tháng Năm Rực Rỡ, Kế Hoạch Đổi Chồng, đặc biệt là vai diễn Hiểu Phương trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ, đã giúp Hoàng Yến Chi Bi đem về cho mình 4 giải thưởng danh giá là nhạc phim hay nhất, ca khúc Nụ Hôn Đánh Rơi trong lễ trao giải thưởng âm nhạc King Young Awards, cú đúp nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, cùng giải nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh và giải Cánh Diều Vàng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Em không nghĩ là khi mà mình đóng phim mình sẽ được nhiều giải, mà được cả giải về bài hát, được cả giải về nhân vật của mình đóng nữa, thì tổng cộng là em được 5 giải. 5 cúp. Vâng. Trời, thế là trong năm ngoái thì em đã nhận được 4 cái. Năm nay em nhận thêm được một cái nữa, mà tức là cái giải Cánh Diều Vàng mà em cũng không nghĩ là em sẽ nhận được cái giải ở đâu. Đối với mọi người giống như em ấy, là với những người diễn viên thì giải Cánh Diều Vàng nó là một cái giải mà nó rất là lớn và vô cùng là quan trọng. Em nghĩ là mình chắc phải kiểu đóng góp thật là nhiều hơn nữa, chứ không phải dừng lại ở Hiểu Phương thì mới có thể đạt được Cánh Diều Vàng. Hoa hậu
hậu trái đất Nguyễn Phương Khánh. Nguyễn Phương Khánh là một tên tuổi không quá rầm rộ, nổi bật trong làng giải trí Việt Nam, xuất thân trong một gia cảnh không quá hoàn hảo, từng phải tạm ngừng việc học do khó khăn về kinh tế, bước chân vào con đường nghệ thuật cũng gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng vượt lên trên những nhận định không đúng về bản thân. Tại chung kết của Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018, Missy Việt Nam Global 2018 được tổ chức tại Phú Quốc, Nguyễn Phương Khánh đã được xướng tên cùng danh hiệu Á hậu 2. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Phương Khánh đã giúp Việt Nam làm nên lịch sử khi cô vượt qua 86 thí sinh của các quốc gia khác đăng quang cuộc thi Hoa hậu trái đất 2018. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng quang tại một cuộc thi Hoa hậu cấp quốc tế. Ngoài giải thưởng chính, Phương Khánh còn giành thêm 2 huy chương vàng ở giải trang phục dạ hội và trang phục dân tộc, 1 huy chương bạc giải trang phục áo tắm. Sau khi đăng quang Hoa hậu trái đất thì công việc của em nó cũng tiến triển rất tốt và nó thay đổi cuộc sống của em hoàn toàn. Và nhiệm vụ của một Hoa hậu trái đất, nếu nói tóm gọn lại, có nghĩa là một đại sứ xanh cho môi trường và hoạt động cộng đồng. Và nhiệm vụ của em trong năm nay có nghĩa là mình cũng phải bay đi nhiều, phải trải nghiệm nhiều và chủ yếu là phải nhận thức được cái giá trị của cái lời nói của mình nói ra để mà tạo sự ảnh hưởng tốt cho các bạn trẻ và mọi người xung quanh để họ có ý thức hơn về môi trường. Ngoài hạng mục phụ nữ quyền năng được yêu thích nhất hoàn toàn do quý vị khán giả bình chọn, thì kết quả của các hạng mục còn lại phụ thuộc vào 50% bình chọn của khán giả và 50% do hội đồng thẩm định uy tín đánh giá và lựa chọn. Hội đồng thẩm định năm nay bao gồm Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam. Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, Giám đốc Công ty Tâm lý học ứng dụng Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng, nhà sáng lập Bảo tàng áo dài Việt Nam. Nhà báo Dương Thảo Quỳnh Như, công tác tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, HTV-TMS. Hoa hậu Đình Hùng Giáng My, Tổng Giám đốc Công ty GM Pro. Đêm gala tôn vinh phụ nữ quyền năng mùa 2 được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2019 tại Nhà hát Quân đội với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn và đặc sắc, thu hút gần 1.000 khách mời là nghệ sĩ, doanh nhân và các khán giả yêu mến chương trình Phụ nữ quyền năng. Nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả, Tikom Media và HTV-TMS tiếp tục giới thiệu Phụ nữ quyền năng mùa 3 với format hoàn toàn mới. Mùa 3 trở lại với 3 căn phòng mang 3 không gian hoàn toàn khác nhau. Nếu như phòng Thanh Sắc tự tin mạnh mẽ cùng MC Mai Thu Huyền thì ở phòng Thanh Hỏi, sự căng thẳng kịch tính nhưng cũng không kém phần hài hước với những câu hỏi lắc léo của Mr. Hỏi, giấu mặt đại diện cho phái mạnh, sẽ là thử thách cho các chị em phụ nữ phải bảo vệ được quan điểm sống của mình. Cuối cùng, phòng Thanh Huyền ấm áp tình cảm sẽ là nơi khách mời được trải lòng với những ước mơ, những dự định đang ấp ủ của bản thân trong thời gian sắp tới. Ba căn phòng sẽ là những trải nghiệm cảm xúc vô cùng thú vị mà Phụ nữ quyền năng mùa 3 muốn mang lại cho khách mời và quý vị khán giả để chúng ta có thể hiểu và nâng niu phụ nữ hơn. Nếu như đàn ông tạo ra thế giới thì chính phụ nữ mới là người vận hành thế giới. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình suốt thời gian qua. Phụ nữ quyền năng xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.